công ty bất động sản cho người ủi sập nhà dân. Theo lời kể lại của người dân địa phương, vào chiều hôm qua, ngày 7 tháng 4, một nhóm 4 thanh niên bịt mặt đã xuất hiện phía sau căn nhà số 201D đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Một trong những người này đã lái chiếc xe máy xúc để kế bên từ trước đó hút mạnh vào tường, khiến cho toàn bộ căn nhà của ông Đặng Thanh Hồng, 57 tuổi, bị sập hoàn toàn. Lúc đó con trai của ông Hồng đang ngủ ở bên trong, nhờ nghe tiếng động lớn nên đã kịp thời thức giấc, bỏ chạy ra ngoài. Tại hiện trường, căn nhà rộng chừng 50m² bị đổ sập, nhiều đồ đạc xe cộ bị vùi lấp vẫn chưa đưa được ra bên ngoài. Gương mặt phờ phạc sau một đêm mất ngủ, ông Hồng cho biết năm 2005 mua căn nhà số 201D của ông Long với giá 30 lượng vàng và 200 triệu đồng. Do không có sổ đỏ nên hai bên chỉ có giấy chuyển nhượng viết tay. Năm 2008, ông Long ủy quyền cho vợ bán lại lô đất số 201 gồm cả phần đất của căn nhà số 201D của vợ chồng ông Hồng cho một công ty chuyên về bất động sản có trụ sở ở quận Gò Vấp. Ông Hồng nói ông không biết gì về chuyện mua bán của ông Long cho đến khi công ty bất động sản cho người đến vào tháng 4 năm 2009 thông báo ông phải dọn đi. Cho dù ông Hồng đã đưa ra giấy tờ để giải thích nhưng họ không chấp nhận. Vợ chồng của ông Hồng đã làm đơn khởi kiện ông Long ra Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh, nhưng khi tòa triệu tập thì vợ chồng ông này đã mất tích khỏi nơi cư trú. Tháng 9 năm 2012, tòa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án với lý do không xác định được địa chỉ của bị đơn hiện đang cư trú ở đâu. Tuy nhiên, một tháng sau, vợ chồng của ông Hồng có đơn khiếu nại và cung cấp giấy xác nhận của Công an phường Bến Thành, quận Nhất về việc vợ chồng của ông Long đang sống tại địa phương này. Cuối năm 2012, Tòa án Nhân dân Sài Gòn hủy quyết định đình chỉ vụ án, chuyển hồ sơ về cho Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh giải quyết. Theo ông Hồng, khi vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của vợ chồng ông được cơ quan chức năng thụ lý, thì phía bên công ty mua lại mảnh đất của ông Long đã cử người đến hù dọa, buộc gia đình ông phải rời khỏi, nếu không sẽ ủi sập căn nhà. Lần đó, một nhóm người, hơn 10 thanh niên như xã hội đen đã dùng búa đập phần sau của căn nhà ông Hồng. Ông cho biết đã báo với Công an quận Bình Thạnh, nhưng cho đến nay, Công an vẫn chưa có kết luận gì thì lại xảy ra việc nhà ông Hồng bị ủi sập.